Cơm là phải chở từ ngoài vô luôn á. Dạ đúng rồi. Mấy cơm rồi. Bé cô. Dạ khỏe. Trời ơi, là một ngày đi mấy lần cơm đi qua đi lợi luôn á hả con? Ngày hai lần. Trời ơi. Lớn mà. Có chào ngay và liền nó. Con lên đi, con lên đi xong rồi là con tạo nhiệm vô đồ. Đã. Lần đầu tiên cuộc đời ông gặp nó đúng không? Đi vô lắm con mà chỉ vô cảnh đẹp lắm cô à. Nè, làm giùm em cái túi là được rồi. Cố gắng lên nào. Để cũng dính cho cô. Từ từ cô. Túi này mình để đây luôn hay để? Dạ để cô ôm dạ. Cũng được hay là em để đó cũng được, em cầm. Để cô. 20 phút, cô chạy 20 phút à. Trời ơi. Trời ơi. Đâu? Dừa đâu? Cái dừa đâu? Này, ngay nhất dừa đâu? Đẩy vô đây. Cô lên đưa thôi cho cô. Con đổi vô đây cô. Đây đây cô mặc liền đây rồi, có rồi. Còn cái nào nữa không? À, này, không, em biết bơi không sao đâu anh. Một người à. Chỉ có mà con gái mà xứ Bến Tre đó, xứ dừa Bến Tre mới biết được cái chiêu đó thôi. Đây 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 thấy chưa? Tóc tay thì không chín. Ủa rồi sao rồi cuối cùng? Này cục lòng hòn có được về phòng cất đồ không? Dạ được. Cái xe điện đang nghe đón cô đây. Nhiều đồ nữa đồ của cô. Đúng rồi. Cô đây con chụp cho cô tấm hình đồ của cô đi cô. Sẽ có người. Trời ơi thiệt không? Ủa cô đang làm gì cô? Đánh bánh xoong. Đánh xoong gì vậy cô? Xếp đồ. Xếp đồ hả? Trời ơi. Xếp đồ. Xếp đồ mà cũng phải đánh xoong cho đẹp. Đi gì đó đi. Đi dõi lại nửa tiếng hồ từ ngoài đất liền ra tới đảo thôi. Liền thiền, đảo Thiền Liền. Đảo Thiền Liền. Trời ơi đẹp khủng khiếp. Nhưng mà sợ khủng khiếp. Bây giờ là xếp đồ bày siêu thị á. Đi ra quay 10 ngày trên đảo đây. Xếp. Mình cũng không biết được này là táo nè. Khô bò.
hồng giòn ăn dặm, hồng dẻo, hồng dẻo á, hồng dẻo ăn dặm, ô mai. Qua mới đi live show Văn Lê về mua ô mai Hà Nội, chuối sấy, chuối mà không có dầu, chuối sấy, bánh mì, mì đặc làm ngon khủng khiếp luôn, các loại hạt á, hạt đấy. Nhiều trời nhiều lắm, tôm cháy, cốm á, qua cũng mới đi mua Hà Nội về cốm để mua chuối về ăn, hai bịch lựu. Bạn đoàn thể có ai á cho này là để uống với trà, uống với trà. Thuốc là sẽ để qua một bên, đây thuốc để đây. Đó. À, cái này là táo đỏ uống trà, này vitamin C, này bột sắn nóng quá, bột sắn đường. Cái có đường mà khó luôn. Này nồi đa năng để nấu nướng đồ, nồi để dưới, nồi niêu rồi, snap, đó, chưa hết còn nữa, này để ăn liền, xé luôn đi coi, mì gói, biết cái gì mà quên, muối, mua, à, con có đem á, à có, à, vậy con cũng thua thì cô, muối chấm trái cây á con có đem. Này là gì? Cá hộp. Cá hộp này nước tương là không bao giờ thiếu được, là nước tương đó. Mấy cái đó là gói canh đó cô. Biết rồi. Biết xong biết rồi. Là như nít không biết. Đồ nêm nếm để bên đây. Chưa hết. Còn nữa. Này là những lít mệt á. Những lít mệt này lẩu. Lẩu sẽ sôi sùng sục. Tự sôi đó. Lẩu tự sôi. Chuối dẻo. Đó, đây là đồ ăn giặt này, chuối dẻo. Này là nồi dừa, nước thùng nước, thùng nước đá bỏ vô đây, nước đá này. Hoặc là pha nước chanh đồ nguyên một bình vậy đó. Rồi để uống cất đây, chưa hết. Xếp ra. Nồi nấu nè. Gạo đâu con? Ủa? Chết rồi, muối nè. Gạo nhà cô mà. Quên nó, con không nhắc sao cô nhớ không. Hôm qua con có nhắc mà chắc quên rồi. Không bao giờ có chuyện mà cô nhắc mà cô nhớ hết trơn. Lạ lùng vậy đó. Đồ nêm nếm là để trên này. Dây điện là để đây. Chưa. Có biết nữa hả? Ủa con tưởng cái thùng mình không make up. Không, con nghĩ này con cô điên tháng được luôn. Chương tuần cái gì. Trời ơi, cái này là của cô không cô. Cà phê. Cà phê mà cả ba ly luôn vậy hả? Xăm. Nhiều thứ lắm con, xăm. Này gừng, trà gừng để lỡ mà có ấy đó. Thì đây là cà phê. Đó vậy đó. Mà cà phê cả cái này đúng không? Trời dữ vậy. Cô mang hờ theo, nhiều khi tư duy về vai diễn á con. Còn gì nữa không ta? Trong túi của có đồ ăn không? Trái cây, trái cây. Trái cây. Cái gì ấy, cái chỗ đó sẽ là chỗ để trái cây nha con. Giao ước cho gõ gàng vậy đó. Rồi. Đó. Quá thấy gì nhỏ nhưng mà nó ngăn nắp quá. Ngăn nắp á, dục nè. Này dục nè. Ờ, để đó. Dục, để con dục. Đồ này ngồi ghế uống cà phê nữa. Kỳ vậy. Ngồi ghế này ghế mình mang đi. Mình mang đi mình ra khi nằm ra hiện trường mình quay thì mình sẽ dùng ghế này. Đó, còn bình thường là vậy. Bây giờ mình thiếu cái gì biết không, cái đường rác. Đồng rác cái bên cô kìa. Kìa. Đồng rác. Đó. Ngồi để ăn dục luôn tại chỗ. Giấu luôn. Đồng rác. Đó. Nói chung là nó cứ gọn gàng vậy đó. Để trái cây mua thêm dọn vô thêm vô cái nó dung lên vậy nhìn nó đẹp. Để con hỏi đây có chợ không? Bị ở tới 10 ngày lần đó mọi người. Tới 10 ngày rồi. Thành ra phải chuẩn bị kỹ càng được. Đó. Cà phê làm để đây. Vậy là không có đồ đun nước đúng không? Mình nấu bằng cái nồi đó của mình được mà. Là có nồi nước luôn à. Đó đồ siêu tốc đó vậy đó. Cái vali. Rồi coi như tạm ổn rồi đó mọi người. Tạm ổn rồi. Giặt đồ. Mọi người ơi thông cảm nha, diễn viên Nhí hết đồ giặt rồi nha. Không còn đồ để giặt rồi. Giặt rồi nãy giờ 3 tiếng rồi hết đồ giặt rồi. Cưng quá trời. Cách coi con như luôn. Hỏi cưng vô kìa. Nãy giờ sáng giờ con giặt mấy bộ đồ rồi nó mọi người. Dạ, hai bộ đồ luôn hả? Trời ơi cực không con. Quá cực luôn thiệt á, bà ngoại bực ghê, cái đoàn này kỳ cục. Chắc 11 giờ tới 5 giờ chiều. Ông giặt tội nghiệp nhỏ, giặt từ 11 giờ tới 5 giờ chiều. Chưa xong. Này cái đồ này nó nực quá, vô thay đồ, bắt ra thay đồ.
quá trời quá đất cái đoàn phim. Trời ơi, thương chưa? Nó bằng cá nữa. Trời ơi, thương con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, bà hả? Con nhiêu tuổi? Hả? 4 tuổi. Con 2 tuổi. 4 tuổi luôn hả? Dỗ mà cỡ xin bà luôn. Nó biết mặn cá luôn. Dạ, ở nhà mà đi lưới đem cá vậy là nó mặn, nó lấy kéo vậy nó mặn cắt từ nó giả. Trời tan chảy luôn á, đừng có tan chảy luôn á trời à. Rồi bên này nhà này nè, mình thấy hết nha. Mình gặp lúc này nè, mình gặp lúc này nè. Mà con tên gì mà lại quên à? Con ca nó nè. Con bên ca. Bây giờ á, còn một cảnh nữa thôi, một lần. Đổi con làm một con cá chưa mà phải chiên mà ngoại ăn, còn con có kẹo ăn. Yeah, yeah, lại lần nữa. Yeah, nhăn tay hết trơn rồi cũng nhớ mất cái tay giật mà nhăn cái ngón tay ngón chân cái cá trơn trọi đau lưng rồi là đấm lưng đứng đấm lưng cái đứng đấm lưng. Thằng con nó táo bón luôn rồi. Đau lưng kìa, đứng lên đấm lưng thấy như ông cụ vậy không. Mọi người nhìn đi, đây là cái bối cảnh chính nè, cái bối cảnh chính của nhà bà, của nhà bà Tư Lạc nè. Bà làm về ngành cá, còn bên đây á, là cái nhà của ông Hai Muối. Hai người à, chung vách hàng rào á, xong rồi là yêu thầm trộm nhớ đồ đó. Đó, cưng dễ sợ chưa? Đó, cái con sông, cái chỗ này nè. À, hoa đậu biếc nè, đó, nhà này nhà ông Quyền Linh nè. Hả? Quay cô, dạ. Dạ, à, em 58 tuổi. Trẻ quá, trẻ. Chị nhiêu? À, chị này 62. Trời ơi, vậy hả? Chị cũng trẻ nữa. Đó, đó là bối cảnh chính nè, nhà ông Hai Muối nè chị. Nhà chị ngay đây hả? Nhà bên bãi xóm bánh. À, vậy hả? Dạ. Còn nhà xuống đây vui quá vui. Dạ, à, em cũng thấy vui nữa. Đó, đẹp ghê hồn không? Đó, nhà bên kia giống như nhà Quyên Ương vậy đó mọi người, như nhà Quyên Ương vậy đó. Nè, đây. Dạ, đó nè đó. Đây là đi ra chỗ sông lớn luôn hả chị? Là, đã quá. Đẹp quá trời đẹp rồi. Trời ơi, hoàng hôn cần gì đi tới Phú Quốc. Không cần đi Phú Quốc để ngắm hoàng hôn con. Thì đây, u đang. Trời ơi, coi kìa. Trời đó cô, chết tôi rồi. Ê, muối nè, nè chỗ này là muối nè con. Trời ơi, mọi người coi nè. Đây là cái gọi là cái bằng là trời ơi, hoàng hôn này á là phải đi ra tới Phú Quốc với Côn Đảo mới coi được đó. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Tự nhiên thấy sung gọi là sung sức quá. Quay tiếp đi con. Cô có cảnh đêm nào không? Đây muối đây nha bà con. Muối đây. Trời ơi, thôi cô đứng đây chụp hình đi, đừng quay nữa. Ôi, đẹp lắm rồi, con ơi xéo xéo đây đẹp quá rồi, chịu hết nổi rồi. Đi đâu vậy cô? Đó. Đi đâu vậy? Giữ lời hứa. Nè. Ừ, hôm qua đi kiếm con mà kiếm con giam con đi đâu? Nắng ơi, xích cho dâu xíu. Qua con đi đâu vậy? Đi chơi hả mẹ, bà chỉ nè. Này là hồng, con biết trái hồng không? Trái hồng. Hồng dẻo nè, người ta làm khô ngon lắm. Con có muốn ăn liền không? Bà mở ra cho con ăn nha. Nhìn lông mi dữ vậy ta. Hôm qua con đi đâu vậy? Hôm qua đi chơi gì vậy? Hả? Đi lượn cái cầu thang á. Ừ, vậy hả? Đi tới mấy giờ? Đi đâu đây nè. Hôm qua đi tới mấy giờ mới về lận? Lấy đi, lấy tay vô. Đó, xong nhớ đóng này vô nha. Rồi, đó. Cảm ơn luôn hả? Cảm ơn bà đó. Bye bye. Bye bye, con ăn thử ngon không? Ừ, con thử ngon. Cưng dễ sợ. Anh phải đó, thực hiện lời hứa. Ở đây kiếm kẹo anh có ra. Em
đáng lẽ phải cho cô bơi quá siêu luôn, đáng lẽ phải cho cô đi chết liền á, thiệt luôn. Này tôi thương ông Vinh dữ lắm, tôi mới dám nhận cái vai này á. Nắng nè, nước nè, tôi không có xuống nước, nhưng mà điều á, tôi đi từ Võ Lãi từ đất liền ra đây á là tôi đã muốn chết rồi. Trời ơi, nó sốc, nó sốc bập 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 bập. Thôi vậy chiều nè, nó nghe đem về nhà chiều xào thẳng ra cho luôn đi. Tao không có bếp, không có gì mà. Cô làm gì có bếp, có đồ để nấu đâu nè. Chiều xào thẳng đem qua. Cái gì chiều nay chị quay không? Đó, chiều quay mấy đi giờ? Qua quay cái rụng muối đó. Nhưng mà quay khoảng mấy giờ xong nó không báo cho biết. Để giờ làm thì nó nguội nó không? Cỡ 2 giờ hả hay gì? Cỡ đó, 2 giờ mấy. Hoặc là cô ấy được, cô ăn hoặc là giờ làm luôn, cô ăn ở nhà cô trưa nay cũng được, ăn trước khi ra quay. Đó đó đó. Chạy đi chạy. Không nha, chạy luôn. Biếu luôn, chạy luôn nhiều quá. Biếu vậy luôn. Thương quá luôn à. Mấy đêm rồi đó là chỗ này chỗ ở đó nè. Homestay á. Xong cái đi ra rụng núi quay. Riêng đêm nay là quay ngắt khúc, chiều quay một chút cái nghỉ, chạy về phòng nghỉ. Xong cái đêm giờ này là một giờ quay một chút cái nghỉ, cái năm sáng là quay tiếp nữa, rồi cái nghỉ rồi ngủ nguyên ngày, rồi mai quay tiếp, mốt quay tiếp chứ. Nói chung là ban đêm là ở đây giống như là lạc vậy, lạnh lắm. Ban ngày thì nắng khủng khiếp, nắng kinh khủng khiếp luôn lắm, nhưng mà ban đêm nó lạnh như là lạc. Mọi người ngủ ngon nha, sáng mai gặp. Đây vẫn là căn phòng yêu thương bé nhỏ của mình đây. Mọi người biết hôm nay là ngày thứ tư, Vân có mặt ở đảo Thiền Liền để coi bộ phim Hai Núi. Sáng nay thì đêm qua là quay đêm ông Quyền Linh đó là ông phải quay cái cảnh cơn mưa đó, rồi đoàn cũng thức đêm, thành ra là hôm nay lịch của đoàn sẽ là cho được nghỉ buổi sáng, nghỉ buổi sáng để bắt đầu tối nay là quay đêm tiếp. Tối nay Vân bị dính mưa luôn, cho nên là sáng nay Vân quyết định là tự bồi bổ cho mình. Thường là cái công việc buổi sáng dậy là đây là cái nồi đa năng, thành ra là Vân sẽ đun nước nè để pha cho mình một ly cà phê và một cái ly trà. Cái việc đầu tiên là mình nước đó. Đây, nước sôi rồi. Trời ơi mừng quá. Ủa cái muôi hôm qua đâu ta? Đây ngoài chảo để ngoài nồi. Đó, nước đã sôi rồi mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó, nghĩa là mình sẽ đổ như đây. Tại nó nóng quá, cái nồi đang làm mọi thứ luôn. Xong cái này là mình phải làm một cái khác, nên mình quyết định là mình sẽ làm một nồi thịt kho thôi. Mọi người biết tại sao mà Vân quyết định làm cái nồi thịt kho này không? Bởi vì thực sự nó có một cái loại nước đặc sản ở cái vùng này, đó là cái dừa nước, nhưng mà nó là mật dừa nước. Mật dừa nước này thì dân địa phương đây người ta nói là dùng để uống giải khát, hoặc là mình để nấu ăn, hoặc là nói chung là mình làm cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà nó thơm cực kỳ luôn. Cho nên là Vân quyết định nó sẽ kho bằng mật dừa nước này, cái nồi thịt. Tự thưởng cho mình một ly cà phê. Tất cả mọi thứ ở đây đều là đi mượn hết. Vui lắm mọi người. Bây giờ vấn đề là ở đây á, mọi người không có bán những cái đồ nhỏ. Ví dụ như chai dầu á, chai dầu ăn á, là đây nguyên chai lớn, không có loại nhỏ nha. Nước mắm đây, nguyên dày đây. Nước tương đây, nước tương là có được cái size này là size nhỏ nhất. Muốn ngoài Sài Gòn mà. À, nước tương này mang từ Sài Gòn đi hả? Trời ơi, hèn gì. Nói, ủa sao suy nghĩ, tại sao có một cái chai nhỏ vậy? À, là cho mua hả? Để trợ lý của mình mua. Đó, rồi mình mua gạo luôn. Mua gạo, mua thịt rồi luôn. Kho cái nồi thịt này á, nồi nhỏ thôi sẽ là 4 trái trứng. Bây giờ cô ướp thịt là dừa đó. Bây giờ phải ướp rồi. Vấn đề ở đây bây giờ nan giải mọi người là gì á,
Cái hành với cái tỏi này á, khi mà mình băm nó cho nhỏ á, thì nó mới đường, tức là nó mới thấm á, nó mới thấm vô cái thịt á, mùi nó mới thơm. Thành ra là bây giờ không biết tính sao, cái thớt nhỏ thì không có, không có mọi người ơi. Thành ra kỳ vậy á. Tại vì mọi thứ là mình cứ băng ra nó mới có được cái mùi đó. Trời ơi, khác liền á. Nãy giờ thực sự suy nghĩ hoài nó biết cách nào. Phải có cái độ mà nhỏ vậy nè, chứ còn mình cầm tay làm sao mình lấy. Chứ còn mà ở đây không có dao nhỏ luôn á. Đây, đồ hôm qua mượn đây. Là lớn là nhỏ nhất đó. Coi như là trứng luộc xong, ướp với thịt xong xuôi rồi nha bà con. Bây giờ tới cái màn gọi là làm nước màu. Làm nước màu bây giờ mình làm cho nó đơn giản mọi thứ cho nó nhanh đó. Con thấy ở trên mạng người ta chỉ á, cái đồ vơi bắp chớp bỏ miếng dầu vô, bỏ miếng đường vô. Ít thôi cô ơi. Mình sẽ để lửa riu. Rồi. Còn cái này á, để dành chiều á, làm xào lên. Hoặc là xào với giá hay là đậu que. Đó là mình có đường nó xào. Đó, chút xíu mình sẽ coi thành phẩm của cái nồi thịt kho nó sao. Xong rồi hả cô? Ăn được hả? Ăn được rồi, ngon lành, nhưng mà làm cho nó rụt cái thịt xíu nữa mới ngon. Để vậy đi. Ủa sao ngoài nó đỏ mà trong hình không đỏ vậy? Không, vậy là ngon rồi. Hẹn mọi người bữa cơm chiều nha, tại no quá. Sao? Nói lại coi. Nói lại cho mọi con nè. Nói lại. Cái gì? Ăn tôm tích không? Mua tôm tích ăn không? Tôm tích hả? Con làm gì cho ngoại ăn? Con làm gì cho ngoại ăn? Ăn cái nồi xong. Ăn cái nồi xong chưa? Có nồi xong rồi, bây giờ ngoại gửi con cái nồi nghe. Được rồi, cô ăn nhiêu đó được rồi. Mà giờ nói nghe nè, cô mượn dạ. Cái này được không? Cô trả con cái nồi. Dạ. Quá, ngoại ơi ngoại. Ôi, có gì nhờ mà bắt kinh tôm tích hải sản con có ăn ngon á. Con được con đem qua cho ăn. Thôi được rồi, cô ăn qua là nó quá ngon luôn rồi. Đang giận vậy? Con tự thì con có dọn dẹp, cô về con bắt thêm nên cho cô lên việc chẳng cho con chẳng, con chẳng cô ăn. Con ôi ôi thương, dễ sợ thương luôn á. Cho mấy anh, mấy chị ăn. Rồi coi cô mấy, còn lâu cuối tháng cô mới về lận. Cuối tháng này 26 5 ngày nữa lận. 5 ngày nữa cô về. Để con bắt con biết con nói gì chỉnh ăn ngon. Mới ngon á. Ngon dễ sợ dạ. Tự nhiên cô luộc á. Cô luộc ăn còn ngon. Chấm muối tiêu cũng ngon á. Dạ. Cô cho mấy cái kia dễ nó mẹ quả cho nè. Ừ dạ. Dạ cho. Rồi giờ con thích ăn cái gì? Con ăn được cái gì? Hả? Con thích ăn cái gì hả? Bà ngoại hỏi cả tấm trả lời. Con ăn chị có ăn snack hay là bà ngoại ra mua snack cho con ăn bên đây.
hối mà đừng bắt em bắt đòn mà. Cô Trân, cô Trân đang mua cho ra ngoài bên đây em chỉ cái gì lấy cái đó cho em liền. Đói không? Có ăn gì đâu đói. Thế không có ăn gì đâu no chứ quên. Ông quay nhiều quá ông sản luôn rồi. Tôi nói thiệt á. Trời ơi, tôi nhìn ông á thì cái vai này của ông á tôi nói thiệt á. Giống như là bao nhiêu những cái mặt cuộc đời này có nhiều cái khổ cái xui nó vừa vô ông hết luôn. Yeah. Câu của ông là gì? Hạnh phúc gì quên rồi? Hạnh phúc của cha mẹ là được lo cho con. Ờ, đó, còn bây giờ nè. Hạnh phúc của tôi á, là cơm bưng nước rót cho ông. Chủ yếu là cái ông mà có chuyện chụm bệnh cái là delay cái deadline của đoàn mà trong đó là tôi dính nữa. Tôi dính với ông không cho nên nè, bây giờ nè. Cái túi Doraemon này cáp miếng cái gì á thì nói nghe chưa? Cà phê. Có rồi nè, đó, mới cho đó. Nước đá. Nắng quá thì xài vô. Ra cái ra đây nữa nha. Chuyển khói nữa, lấy xíu nữa mà lúc mà lên nhóm nóng rồi á thì tôi có quà cho ông. Sẵn đi nhóm. Rồi, cầm phụ cái coi. Lệnh kính vậy nè. Sao tốt mũi chưa? Chưa, bụng mắt rồi. Trời ơi, mưa quá. Khổ tâm thiệt. Rồi để sẵn ở trong góc đó một nhóm. Rồi xong rồi rải keo chó lên. Vô mặt coi nó cắn sưng luôn nè. Nóng, sạch vô mặt khùng quá. Nè, chút xíu nữa mồ hôi một kê rồi thì ấy nói. Này cho đỡ buồn ngủ rồi đêm qua là nhờ một đầy cái này mà tôi cắn không nó còn có một miếng đó, chứ không là tôi ngủ tôi chết luôn á. Ai đem cái 5 giờ sáng rồi đó. Mì gói đoàn lo. Bà chủ á, bà chủ á, bà để mì mà lớp 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 ở trước cửa đó là nhà ta, đúng không? Nhà. 10 phút nữa nắng lên. Ta phải mang đi. 10 phút nữa là nắng lên nha. Ông á tôi nói ông hoài luôn, ông đói ông gào lên như thằng điên vậy đó rồi cũng không mang đồ ăn. Cô bà. Khô bò bỏ vô mì. Trời đất ơi. Nè anh này cũng Nga mua hết á. Táo, muốn táo có táo nha, muốn lê có lê. Loại gì đó hả? Nhiều loại, này loại xanh. Chuối khô, này của tôi mang từ Sài Thành qua Lệ. Chuối khô. Này táo khô giòn. Này là ăn khỏi, để cho khỏi lấy ăn, nói nghe này ăn này để dễ ngủ. Khỏi lấy thịt nữa. Cô hỏi bà giảm cân ngày nay, bà cũng lên cân trở lại rồi dân. Trời ơi, chứ cái dây, cái phim này cực quá mà. Cái này học chủ yếu là về tôi mang đi là ông xin không chứ. Tôi ăn đâu có nhiều đâu, bằng ông không à. Nói tóm lại á là tôi lo cho ông mà cũng giống như lo cho tôi vậy đó. Tại vì á, ông không được quyền bệnh. Trời cái dây này nè. Ông trầm mình dưới sông ha, ông bị người ta quăng ông xuống dưới sông đúng không? Rồi ông trầm mình ở đó ông gào lên như một thằng điên cho nên giọng của ông không còn xét hết. Rồi sau đó là ông bị cháy cái nhà cái muối rồi ông đứng giữa trưa nắng ông làm. Nói chung có bao nhiêu những cái gì khắc nghiệt của thiên nhiên là ông lãnh hết, xui xẻo của cuộc đời là ông lãnh hết. Bởi vậy cho nên á, tôi giống như là một vì sao may mắn tôi phải kèm ông để trông bớt đi những nhọc nhằn á ông đó. Vai trò của tôi đói nói tôi nghe không? Chưa có cơm thịt heo nữa. Cơm là khó, khó một cộ ở nhà với nồi cơm nấu sẵn rồi. Nha, nếu cần thì nói tôi á. Cơm thịt kho, cà pháo. Cái phòng của nghệ sĩ dân Hồng Vân như là cái chợ gì đó. À, cà pháo nè. À, dưa giá, dưa giá nè, heo kho nè. Kế bên là cái tủ lạnh. Tủ lạnh nè, rồi á. Mà sắn, bột sắn nè, mà cái rồi sâm nè. Cái đoàn này vui lắm, giống như là cầu được ước thấy vậy đó. Mới nè núp á, không cho bà Nga chủ sản xuất bà nghe chứ nghe mà bà chỉ cần nghe cái là mới có liền. Giống như bà đứng cửa mà bà tự nhiên ngồi bâng khuâng mà nó làm thêm mấy giờ ngày mai có cà pháo ăn. Trời đất ơi. Chút xíu nó thôi một hũ cà pháo quá lớn. Không mà giờ tôi không nhắm ướt luôn á. Vậy đó. Ừ, không nhắm ướt luôn. Thì thường quá. Ừ, nhiều khi không ướt cũng có nữa. Đủ hàng sản xuất thường thường thôi. Nên nó đồ ăn là xếp lớp để kiếm người tiêu dùng. Xếp lớp luôn. Sáng mở mắt ra là ăn. Thôi giờ quay mọi người ơi, quay. Tới giờ đi quay. Chân. Hai muối nha mọi người, hai muối ở đảo Thiền Liền. Mọi người không coi cái phim này là không bao giờ biết được có một cái đảo Thiền Liền ngay giữa Sài Thành Hoa Lệ. Đảo ở trên Cần Giờ á. Nè, bye bye mọi người.
Trời về ông Phan Điền á, ông chửi quá. Để mẹ. Ủa, chứ ông đâu? Ông ngủ ông chửi ai? Đạo diễn ông ngủ, rồi vậy ông chửi người ta. Đêm qua nhậu quá. Ngồi 4 giờ sáng, ngồi ngay thời thợ gà là chờ cảnh nó quay thôi. Thì mặt trời lú lên ngay cái nhà thợ gà đó. Ngay cái mỏ gà này là canh hết rồi. Còn mà 4 sáng ngồi nguyên đó, giỡn y xèo chân. Xong ngồi đời đời ngủ. Chứ kênh đúng, đúng 4 sáng mặt trời lên, đúng 4 thiếu 15 kiệt sức nào nấy ngủ. Tức ngủ chợp thôi đó. Ngày thứ năm ở đảo Liền Thiền. Liền Thiền. Ngày thứ năm ở đảo Thiền Liền là mọi người. Thương ghê. Em giả đó. Trời ơi, người dân ở đây người ta thật thà mà sao người ta đáng yêu dễ sợ luôn á. Đây nè, làm sẵn nước chấm nè. Cái này là người ta đi giống như là người ta đi cào ở hay những cái lúc mà thủy triều xuống á mọi người. Cái có luộc luôn. Luộc luôn xong đến cho ăn luôn mà nóng hổi luôn. Là nước chấm. Ôi nhìn nước chấm thấy ngon dễ sợ. Cảm ơn nhiều lắm. Trời ơi, đảo Thiền Liền ở ngay trung tâm thành phố nha, huyện Cần Giờ mọi người, đẹp lắm. Một cái địa điểm du lịch mà mọi người nên đến. Mời mọi người ăn nha. Xin thân mời. Cô nhìn ông xa là không biết ai luôn. Chú ơi. Chú. Con nhìn đằng sau là con không biết ai luôn á. Hôm nay là bố vợ đây. Hôm nay đi đám cưới. Hôm nay là bố vợ. Hôm nay là đi đám cưới nghệ sĩ Như Hồng Vân với Lê Tuấn Anh. Hôm nay mình mặc đồ rất là đẹp. Nha. Cố mặc đồ bộ luôn đúng không? Cũng hơn à. Hiểu không? Đồ bộ luôn đi. Cặp cặp này hợp không? Đó, cặp này hợp không? Hợp quá trời hợp. Về thăm nhà vui buồn lệ nhỏ xa. Bữa nay là ngày đặc biệt nha. Sương nắng nhíu là gì? Cô hai đồ coi. Gặp nhau. Anh chưa 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 bà đóng vợ tôi, bà bị ăn hiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Cô Quỳnh từ đó tới giờ mới quay lại chung mà. Được trời không? Đó là vậy, đúng đầu ra quýnh thiệt bà. Nhưng vẫn tôi ở là vì nó quýnh thiệt. Nhưng mà khi muốn là tình hình quýnh gì hết trơn. Họ tin ngược lại mà. Họ tin là bảo quýnh tôi. Nóng rồi. Bạn nghĩ là này nóng. Cười cho về tôi cứ tủm tỉm tôi tự mình tôi cười. Trời ơi tôi mà quýnh bà dân quay hết luôn con quay gì đâu ai biết đây là chị Kiều Oanh con quay cái bờ gáy của chị không là bờ gáy mình lấy chị tóc che phủ ai biết đây là chị Kiều Oanh có nhỏ này nó tiền ơi ngủ anh em ok khó tin luôn. Nói này mà mất cỡ, khó tin. Cô giả bộ quay qua con thấy mặt cô cái cô. Dạ. Con quay vậy làm sao con thấy người ta biết đây là chị Quanh. Bảy nè, chị Quanh này. Giống cho nó quan trọng. Quanh Kiều. Quanh Kiều. Quanh Kiều. Quanh Mỹ. Ngó gì đó chị Quanh. Biển cả mình không? Cả mênh mông đó có mênh mông đâu. Trời, cỡ đó không mênh mông, chắc chị mênh mông mà Vân. Ta tại phim ảnh ở bên đây mà mày xa xăm mày coi. Phim ảnh là bên đó mà tôi chưa có quay, biết tôi quay ngược có gió nó phất tóc hư hết trơn. Rồi mấy đứa nó làm tóc lại nó không có làm. Mà nó làm thì nó chữ lèm đẹp, tôi biển cả mênh mông. Không thấy gì hả, bây giờ thấy cái gì nhìn. Thấy cái gì? Hả? Biển cả
dù đục dù trong nó vẫn là biển. Rồi thấy con chị đó, nó đứng dậy rồi em còn thấy biển mà nè. À, thấy rồi, tách con một bên em thấy rồi. Nâu nâu nâu, tại vì nó gần bờ quá nó không được trong lắm. Biển mà nước lợ gì? Biển nước lợ là giữa sông, biển nó có một cái gọi là nước lợ. Là giác ao. Im lặng cho em nha, im lặng nè. Rồi im đi. Rồi cái nhà im lặng nha, đó. Tùy cảm nhận mỗi người. Theo em là em thấy anh ngon chỗ nào? Mà tại sao em thấy nói chuyện nghe đó? Nói đi. Đằng chị ấy à? Rồi thiết kế ơi, nhanh lẹ em ơi. Mà tôi nói đằng chị đồ mà. Thiết kế, thiết kế, nhanh chân chạy vô đây liền, nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh, nhanh. Tao nhắn tin thoại với tao không thề, với mày tao không nhiều chuyện đâu. Em thấy lớn tuổi rồi rảnh hết sức. Biết bao nhiêu cái sân khấu điện ảnh. Nó khen ngon là tôi ngủ ngon chỗ nào? Ngon toàn bộ. Dài từ diễn xuất cho đến râu. Cho đến con người tác phong. Cho đến sai tiếng Việt, cái đó sai tiếng Việt. Cho đến mãi mãi. Không mà ngon thiệt, ngon. Là râu này quá chất hay gì? Đó. Thì quá chất nó mới phỏng vấn. Râu thiệt mà. Bài thiệt nhưng mà. Rồi đem vô trong đây, đem vô đây. Yeah, hết dai rồi, vui quá. Xạo rồi. Mớm xạo. Mớm là vui nhất của con. Mớm là vui nhất của con. Con hết dai, hết dai. Con cảm ơn con. Ủa ơi, ủa ơi. Vậy. Ủa ơi. Cảm giác như thế nào sau khi hết giai u? Rất là vui, rất là vui vì là đoàn làm việc rất là đúng cái gọi là cái online. Đoàn làm việc rất là đúng luôn á, bởi vì vui cho đoàn. Cảm ơn U ha, cảm ơn chị Quang rất là nhiều. Trời ơi, cảm ơn đạo diễn nhiều lắm. Vất vả ra tới đời. Cảm ơn chị rất là nhiều. Yeah. Cảm ơn đạo diễn nhiều lắm luôn. Cô ơi, cho cô hỏi là cái cảm xúc của cô, cái suy nghĩ cá nhân thôi nha. Khi mà 20 năm rồi, cô mới chỉ đóng chú Quyền Lân trên đi ảnh. Đi, đi, đi. Dạ, đi. Đi. Rồi, đi đi. Rồi, giờ mình chào nhau, mình đi về nha. Chào ngoại, chào con gái đi. Chào ngoại, chào. Ừ. Con là phải gì đó mau ăn trống lớn nè, với lại con biết sao, đừng cho ai ăn hiếp mình nè. Ai ăn hiếp là mép liền luôn, mép liền luôn, về mép ba. Dạ, ba mép ba mép mẹ nữa. 4 tuổi mà rồi về là hơi bị nhỏ con đó, cho nên mình phải ăn nhiều một chút, mình lớn mình đủ, đừng không cho ai ăn hiếp mình nữa. Cưng quá à. Mốt khi nào bà ngoại qua đây, bà ngoại qua thăm con. Hoa cái sò ngon quá, cô ăn hết luôn. Lúc đó là cô ăn cơm rồi đó con, mà xong rồi cái cơm đó cô ăn ngon rất là ngon, nhưng mà cái nước chấm của con mới là bá cháy. Con làm nước chấm quá xuất sắc luôn, đỉnh luôn. Rồi biết rồi, cái con đó đó ở đây không có, chỉ Hòa Hà Nội là có. Là con ngán, cô biết rồi, con nói kêu con ngán đó. Ở đây kêu bằng con xì, ở đây kêu bằng con xì, ở quả kêu bằng con ngán. À, con xì. Dạ. Ăn con đó nó ngọt, nó ngon lắm cô. Dạ. Nó bùi, nó thơm lắm. Có, cô biết cái con. Cái đó ở Hải Phòng nhiều lắm. Dạ. Ở đây chỉ người ta bắt là người ta đem ra quẩy. Có dẫu cân, dù đem ra quẩy. Cảm ơn nghe. Dạ, bye bye. Dạ, nha. Bye bye. 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 Sáng cũng vậy, nó quại mẹ quại về vậy hả? Nó là đi theo quại không, mẹ cho đi theo quại á. Với mẹ lúc nào cũng vậy với mẹ. Dạ. Con qua mẹ. Dạ. Rồi thôi giờ bà ngoại đi ra xe đây. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Bye bye chị. Dạ dạ.